Vâng ạ, lời đầu tiên cho tôi xin được gửi lời cảm ơn ban tổ chức chương trình ngày hôm nay đã tổ chức một cái buổi tâm điểm ung thư rất là có ích về những cái góc nhìn về trong ung thư tuyến giáp cập nhật mới về dữ liệu từ năm 2023. Thì hôm nay tôi cũng có cơ hội chia sẻ với quý đồng nghiệp về những tiến bộ trong phẫu thuật điều trị ung thư tuyến giáp. Ngày nay thì như các anh chị đã thấy là ung thư tuyến giáp là ngày càng phổ biến bởi hai lý do. Thứ nhất là các bệnh nhân đã ngày càng phát hiện sớm hơn do chuyện là mình khám sức khỏe định kỳ. Và thứ hai là sự ứng dụng rộng rãi của siêu âm, do vậy phát hiện ra ung thư tuyến giáp ngày càng nhiều hơn. Do vậy một vấn đề đặt ra đó chính là cái việc mình điều trị như thế nào và ứng dụng những cái tiến bộ trong điều trị ung thư tuyến giáp như thế nào để cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như là mong muốn khỏi bệnh của bệnh nhân. Do vậy ngày hôm nay tôi cũng rất vui được chia sẻ với các anh chị về những tiến bộ trong phẫu thuật điều trị ung thư tuyến giáp ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới. Như các anh chị cũng đã biết rằng là trong ung thư tuyến giáp được chia ra làm những loại chính. Một là ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tốt, bao gồm ung thư tuyến giáp thể nhú và ung thư tuyến giáp thể nang. Ngoài ra có thể gặp ung thư tuyến giáp thể tủy và ung thư tuyến giáp thể không biệt hóa. Tuy nhiên ung thư tuyến giáp thể biệt hóa tốt chiếm đến khoảng tầm 90% trong tất các loại ung thư tuyến giáp hiện nay. Do vậy trong bài ngày hôm nay chúng tôi xin tập trung vào điều trị những cái ung thư tuyến giáp về thể biệt hóa tốt, bao gồm thể nhú và thể nang thôi. Và trong điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa thì bao gồm một số phương pháp chính. Đầu tiên phải kể đến đó chính là phẫu thuật. Phẫu thuật thì đóng vai trò chính trong điều trị ung thư tuyến giáp. Ngoài ra sau khi điều trị phẫu thuật xong, một số bệnh nhân thì có chỉ định điều trị iốt phóng xạ đối với thể biệt hóa tốt, và những bệnh nhân có chỉ định thì mình sẽ điều trị các hormone thay thế. Ngoài ra một số ít trường hợp có chỉ định đó là điều trị xạ ngoài hoặc là hóa chất hoặc là điều trị đích chỉ dành cho một số ít các trường hợp thôi. Và trong ngày hôm nay thì tôi xin được nhấn mạnh về cái vai trò của phẫu thuật và những tiến bộ trong điều trị phẫu thuật trong ung thư tuyến giáp. Các phương pháp phẫu thuật thì như các anh chị cũng đã biết rồi, thì trong điều trị ung thư tuyến giáp được chỉ có hai cái phương pháp điều trị chính thôi. Phương pháp cắt tuyến giáp đó chính là, một là mình cắt thùy và eo tuyến giáp, chứ không mình cắt chọn cả một thùy và eo tuyến giáp. Cái thứ hai đó chính là mình cắt toàn bộ tuyến giáp đi. Ngoài ra thì trước đây thì cũng có trong điều trị cái phẫu thuật tuyến giáp nói chung thôi, thì cũng có một số quan điểm đó chính là cắt giáp gần toàn phần hoặc cắt giáp bán phần đối với những trường hợp mà u giáp lành tính. Thì tuy nhiên tôi xin được đề cập ở chính là cắt giáp gần toàn phần thì mình chỉ để lại một cái phần nhu mô nhỏ giáp, thường ở phần khuyết giáp khoảng tầm 1 gram ở mỗi bên. Ở cái vị trí khuyết giáp là cái vị trí rất là quan trọng. Đó chính là cái dây thần kinh thanh quản còn ngược đổ vào thanh quản. Thì mình thường đối với những trường hợp nguy cơ cao, mình hoặc là phẫu thuật viên ít có kinh nghiệm, thì mình thường để lại một phần nhỏ ở chỗ này để mình hạn chế cái tỷ lệ tổn thương thần kinh thanh quản. Ngoài ra thì cắt giáp bán phần thì để lại một phần nhu mô tuyến giáp khoảng từ 4 đến 8 gram mỗi bên. Tuy nhiên cái phương pháp này không còn được sử dụng để điều trị ung thư tuyến giáp, và thường là chỉ sử dụng trong những trường hợp u giáp lành tính thôi. Và đây là hình ảnh mô tả cụ thể về cái cắt bốn các phương pháp trên. Về cái những tiến bộ trong phẫu thuật ung thư tuyến giáp thì trước đây thì hoặc là bây giờ thì mổ mở vẫn là cái phương pháp điều trị chủ yếu đối với những trường hợp ung thư tuyến giáp. Tuy nhiên thì cái việc để lại một cái sẹo mổ ở vùng nền cổ trước thì gây ảnh hưởng đến thẩm mỹ, đặc biệt là ở những cái phụ nữ trẻ tuổi. Mà cái bệnh ung thư tuyến giáp thì là bệnh hay gặp ở phụ nữ, và cái tỷ lệ mắc u giáp của phụ nữ trẻ tuổi ngày càng gia tăng. Do vậy một cái sẹo ở vùng cổ tồn tại suốt đời ở hầu hết các bệnh nhân thì sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Như các anh chị cũng có thấy trên hình ảnh đó là một cái bệnh nhân phẫu thuật mổ mở có một cái sẹo cổ dài ở vùng nền cổ, thì gây ra sẽ ảnh hưởng đến cái ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ của bệnh nhân, đặc biệt ở những bệnh nhân được phụ nữ trẻ tuổi. Và đây là hình ảnh bệnh nhân được phẫu thuật nội soi không có sẹo vùng nền cổ rất là tốt. Và trước đây thì và bây giờ cũng vậy, có những cái phương pháp ứng dụng về phẫu thuật nội soi trong điều trị ung thư tuyến giáp. Như các anh chị cũng có thể thấy rằng là đầu tiên đó chính là cái phương pháp nội soi hỗ trợ thôi, tức là mình chỉ có cái hỗ trợ của video, tức là MIVAP, mình phẫu thuật xâm lấn tối thiểu để mình vẫn cắt được tuyến giáp và mình hạn chế cái chiều dài của sẹo mổ. Và phương pháp thứ hai đó chính là cái phẫu thuật nội soi một cách hoàn toàn. Thì có rất nhiều cách tiếp cận phẫu thuật nội soi hoàn toàn, từ cái đường thành ngực trước, vú, nách vú một bên, hoặc là nách vú hai bên, hoặc là cái đường sau tai đối với những tác giả của người Hàn Quốc.
Tuy nhiên thì gần đây khoảng tầm 5 đến 6 năm trở lại đây thì phẫu thuật qua cái lỗ tự nhiên, đặc biệt là phẫu thuật qua tiền đình miệng được quan tâm rất là rộng rãi, do cái việc vẫn đảm bảo nguyên tắc ung thư, cắt được toàn bộ tuyến giáp, sạch sẽ được về mặt ung thư học và đảm bảo về mặt thẩm mỹ, hoàn toàn không để lại sẹo trên da. Và một cái bước tiến nữa đó chính là cái phẫu thuật có hỗ trợ của hệ thống robot. Thì lát nữa trong phần cuối của cái bài nói của tôi ngày hôm nay, tôi xin được đề cập đến cái phẫu thuật robot trong cắt tuyến giáp. Như các anh chị có thể thấy rằng là trên cái hình ảnh có rất nhiều cách tiếp cận nội soi vùng cổ. Đây là những hình ảnh minh họa từ cái đường nách vú một bên, nách vú hai bên hay đường sau tai theo các tác giả Hàn Quốc. Và bây giờ trước đây thì ở Việt Nam cũng có một kỹ thuật rất là nổi tiếng của giáo sư Lương được triển khai và ở Việt Nam tại năm 2003, và đây cũng là kỹ thuật rất là nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam, cũng ở tất cả các nước trên thế giới, đặc biệt là những nước châu Á. Thì cái kỹ thuật này thì cũng đảm bảo được cái nguyên tắc thẩm mỹ và cắt được tuyến giáp. Tuy nhiên thì phương pháp này thì cũng để lại cái sẹo vùng trên da. Đến năm do vậy thì có một số cái hướng phát triển của phẫu thuật, đó chính là có một số câu hỏi. Thứ nhất là có rút ngắn các đường tiếp cận và giảm đau sau mổ hay không, thì thay vì mình tiếp cận từ xa, mình sẽ tiếp cận gần hơn. Và có một câu hỏi đặt ra đó nữa, đó chính là có thể tiếp cận được cả hai thùy tuyến giáp hay không, thì từ cái đường tiếp cận bên mình có thể tiếp cận theo đường giữa. Một câu hỏi nữa là có thể tiếp cận được hạch cổ trung tâm hay không, thì với những cái đường tiếp cận từ dưới lên, tức là từ nách vú bên lên hoặc là vú hai bên lên, thì thường là rất khó tiếp cận có được cái hạch cổ trung tâm do vướng cỡ đồng trũng hoặc là động mạch cảnh trung. Tuy nhiên thì với cách tiếp cận từ trên xuống thì mình hoàn toàn có thể tiếp cận được cái hạch cổ trung tâm. Và có phương pháp nào đạt được kết quả thẩm mỹ cao nhất hay không, thì từ cái việc mình che sẹo vùng cổ thì đến cái phẫu thuật hoàn toàn không có sẹo. Do vậy, với cái cách tiếp cận qua từ đỉnh miệng, đây là một cái bước tiến mới trong phẫu thuật tuyến giáp trong thời gian gần đây, và cũng đã được sử dụng rộng rãi ở một số trung tâm ở Việt Nam cũng như ở trên thế giới. Vào năm 2016, tác giả An Uông làm tác giả phẫu thuật viên người Thái Lan thì cũng đã báo cáo 60 ca thành công đầu tiên ở Bệnh viện Cảnh sát Thái Lan. Thì sau khi báo cáo thành công trên 60 ca này, cũng đã mở ra cái bước tiến mới trong phẫu thuật tuyến giáp, nội soi tuyến giáp không chỉ ở Thái Lan, cũng như là mở ra một cái kỷ nguyên mới trong phẫu thuật tuyến giáp không chỉ ở châu Á mà cũng trên toàn thế giới. Thì sau đó thì tháng 3 năm 2018 chúng tôi cũng đã triển khai những ca đầu tiên tại Việt Nam, và có những cái bài kết quả được đăng trên những tạp chí quốc tế có chỉ số IF từ 5.3 cho đến 1.7. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đã triển khai được trên 500 ca bệnh nhân tuyến giáp tại bệnh viện ca. Và về ứng dụng cái phương pháp này trong điều trị ung thư tuyến giáp như thế nào, thì tôi xin được nhấn mạnh một số điểm lưu ý. Thứ nhất là phương pháp này vẫn an toàn về mặt ung thư học, có khả năng cắt trọn vẹn được tuyến giáp và tương đương như với mổ mở, và có hoàn toàn vét được hạch cổ trung tâm rất tốt. Thứ hai là an toàn về mặt phẫu thuật, tương đương với mổ mở, với những cái biến chứng như là tổn thương thần kinh thanh quản còn ngược, hay là biến chứng suy cạn giáp, hay là chảy máu sau mổ, thì những cái phẫu thuật, những cái tai biến chứng này thì tương đương so với mổ mở. Thứ ba đó là có tính thẩm mỹ rất là tốt, bệnh nhân hoàn toàn không có sẹo mổ sau phẫu thuật, do vậy là đa số hầu hết các bệnh nhân hài lòng sau khi phẫu thuật, do việc là sau phẫu thuật không để lại sẹo trên da. Do vậy thì cách tiếp cận theo đường tiền đình miệng mang lại hiệu quả cao trong phẫu thuật ung thư tuyến giáp, với những đường tiếp cận với những ưu điểm như đường tiếp cận ngắn nhất, tầm nhìn đối xứng hai bên, và có thể cắt toàn bộ tuyến giáp, và có thể vét được hạch cổ trung tâm. Và về mặt chỉ định với cách phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường tiền miệng trong ung thư tuyến giáp và những cái phẫu thuật tuyến giáp nói chung, thì thứ nhất là có thể chỉ định cho với những u lành tuyến giáp, tuy nhiên kích thước u lành thì không quá 6 cm. Vì lý do là đối với những trường hợp u lành, u kích thước trên 6 cm thì rất khó khăn trong việc là mình thao tác trong cái phẫu trường chật hẹp. Thứ hai là cái chuyện khó khăn trong việc là mình lấy u ra khỏi sau khi mà mình cắt bỏ xong. Cái thứ chỉ định thứ hai đó là trong những trường hợp ung thư tuyến giáp thể biệt hóa ở giai đoạn sớm thôi, tức là CT1N0M0, thì đây là một cái chỉ định được áp dụng rộng rãi không chỉ ở Việt Nam cũng như ở trên toàn thế giới. Thì xin lưu ý được rằng là không phải bệnh nhân nào mà ung thư tuyến giáp cũng được phù hợp để phẫu thuật nội soi. Chúng tôi chỉ chỉ định cho những bệnh nhân ở giai đoạn sớm thôi, u dưới 2 cm và chưa có di căn hạch và chưa có di căn xa, và chúng tôi chỉ hiện nay chỉ áp dụng cho những bệnh nhân là ung thư tuyến giáp thể biệt hóa, bao gồm vào thể nhú và thể nang,
còn thể tủy và thể kém biệt hóa, không biệt hóa thì chúng tôi chưa áp dụng. Ngoài ra một lưu ý nữa đó chính là cái kích thước tuyến giáp là không quá 10 cm. Lý do là sau khi mình cắt bỏ tuyến giáp xong thì mình phải lấy cái bệnh phẩm ra những cái lỗ choca mình đặt vào qua đường tiền đường miệng. Với những kích thước tuyến giáp lớn quá thì mình rất là khó khăn trong việc mình lấy cái bệnh phẩm ra những cái lỗ choca vậy. Một cái chỉ định nữa là một cái chống chỉ định, những cái chỉ định nữa đó là không có bệnh nhân không có tiền sử xạ trị trước đó, hoặc không có phẫu thuật ở vùng cổ trước đó, hoặc là bệnh nhân không có áp xe viêm nhiễm vùng khoang miệng, vì đây là cách tiếp cận từ khoang miệng xuống cái hố giáp. Và đây là một hình ảnh minh họa cho các anh chị có thể thấy rằng là bệnh nhân này sau khi cắt toàn bộ tuyến giáp, chúng tôi cắt toàn bộ tuyến giáp và vét cổ trung tâm cả hai bên, thì chúng tôi bảo tồn được thần kinh thanh quản quạt ngược cả hai bên và tuyến cận giáp trên dưới ở cả hai bên. Như các anh chị thấy rằng là các thành phần giải phẫu trong cái hình ảnh cũng tương đối là rõ ràng, khí quản, thần kinh thanh quản quạt ngược, tuyến cận giáp trên, tuyến cận giáp dưới, và động mạch cảnh trung bên phải cũng bộc lộ rất là rõ. Và đây là hình ảnh bệnh phẩm sau mổ, bệnh nhân được cắt thùy một thùy và vét cổ trung tâm cùng bên. Như các anh chị có thể thấy rằng là u thì rất là bé thôi, nhưng chúng tôi vẫn là cắt cả một thùy tuyến giáp, vẫn đảm bảo về mặt nguyên tắc ung thư học và vét hạch cổ trung tâm. Kết quả đây là những kết quả bệnh nhân sau khi phẫu thuật xong, thì bệnh nhân hình ảnh đầu tiên là hình ảnh ngay sau phẫu thuật, hình ảnh thứ hai và thứ ba là hình ảnh sau khi phẫu thuật một tháng, thì bệnh nhân khám lại kết quả về mặt ung thư học rất là tốt và cũng hoàn toàn hài lòng về kết quả phẫu thuật, đặc biệt là kết quả thẩm mỹ sau mổ. Và đây là những hình ảnh khác của những bệnh nhân khác cũng tương tự như vậy, thì bệnh nhân cũng kết quả về mặt ung thư học cũng đạt kết quả tốt và hài lòng với kết quả thẩm mỹ sau mổ. Và trong tôi xin được lưu ý thêm đó chính là trong tất cả những bệnh nhân được triển khai tại bệnh viện ca, thì với kinh nghiệm thì trên 500 bệnh nhân thì chúng tôi trong đó có 27 bệnh nhân là trẻ em, thì trên đối tượng bệnh nhân trẻ em ấy, phẫu thuật tuyến giáp ở trẻ em có một số cái điểm khó hơn so với các lứa tuổi khác. Lý do là với những cái biến chứng tai biến chứng sau mổ liên quan tới thành khàn tiếng hay là hạ suy cận giáp, hạ canxi sau mổ, thì những cái tai biến chứng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng cuộc sống của trẻ. Đặc biệt là với những bệnh nhân mà có sẹo mổ ở vùng cổ trước, sẹo dài ở vùng cổ trước, thì cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý phát triển của trẻ, gây ra những cái phát triển không tốt về mặt tâm sinh lý sau này. Do vậy trên đối tượng trẻ em chúng tôi cũng cố gắng áp dụng, và hiện nay là có triển khai được 27 bệnh nhân, thì chúng tôi sẽ được lưu ý có một số về một số kết quả. Thứ nhất là về tuổi, dao động trong khoảng là từ 16,3, tuổi trung bình là 16,3, và nữ vẫn gặp nhiều hơn ở nữ nam giới với 24 bệnh nhân so với 3 bệnh nhân. Với chúng tôi chia 27 bệnh nhân này chia ra làm hai nhóm. Thứ nhất là nhóm bệnh nhân lành tính, và bệnh lành tính bao gồm 15 bệnh nhân, và nhóm bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể nhú bao gồm 12 bệnh nhân. Thì thấy nhóm lành tính kích thước u trung bình là 3,31 mm, và nhóm ung thư kích thước u trung bình là 10,2 mm. Với 27 bệnh nhân này, chúng tôi có 15 bệnh nhân cắt thùy tương ứng với 15 bệnh nhân của u giáp lành tính, và 12 bệnh nhân thì trong đó ung thư, thì trong đó có 10 bệnh nhân chúng tôi cắt một bên và vét của trung tâm một bên, và 2 bệnh nhân cắt toàn bộ tuyến giáp và vét của trung tâm. Thì kết quả kết quả sớm cho thấy cũng tương đối tốt, với thời gian cắt thùy loanh quanh trong khoảng tầm 80 phút, cắt thùy và eo vét của trung tâm khoảng tầm 90 phút, và cắt toàn bộ tuyến giáp vét của trung tâm hai bên loanh quanh trong khoảng tầm 130 phút. Với những tai biến biến chứng sau mổ thì chúng tôi cũng không gặp bệnh nhân nào phải chảy máu sau mổ, không có bệnh nhân nào chuyển sang mổ mở, không có bệnh nhân nào có những tổn thương thần kinh thanh quản vĩnh viễn hay là hạ canxi vĩnh viễn. Chỉ có một bệnh nhân có tổn thương thanh quản tạm thời thôi, và cũng không có bệnh nhân nào hạ canxi tạm thời. Và một trong những cái tai biến biến chứng đặc trưng cho cái cách tiếp cận qua tiền đình miệng là có thể tổn thương thần kinh cằm. Thì trong tổn thương thần kinh cằm thì chúng tôi chỉ có gặp 3 bệnh nhân thôi, chiếm khoảng 10%, và tất cả bệnh nhân này đều tạm thời và hồi phục lại trong khoảng 1 đến 2 tháng sau mổ, và không có bệnh nhân nào tổn thương vĩnh viễn với thời gian hậu phẫu dao động trong khoảng tầm 4 đến 5 ngày. Như vậy là kết quả đối với nhóm bệnh nhân ở trẻ em cũng tương đối tốt. Thì đối với 27 bệnh nhân ở trẻ em này thì cũng là một cái cỡ mẫu lớn, không chỉ ở Việt Nam cũng như ở trong khu vực. Theo một cái báo cáo mới nhất, hiện nay năm 2022 thì với cách tiếp cận qua tiền đình miệng trên đối tượng
Phẫu thuật tuyến giáp về trẻ em thì đa trung tâm trên 6 trung tâm lớn nhất về triển khai kỹ thuật này trên thế giới thì với số lượng lớn nhất cũng chỉ là 48 bệnh nhân trong cả 6 trung tâm thôi. Thì chúng tôi cũng có may mắn được áp dụng cho 12-17 bệnh nhân cũng có kết quả bước đầu cũng tương đối tốt. Và đây là hình ảnh bệnh nhân minh họa bệnh nhân trẻ em trong mổ. Cái tổn thương thần kinh thanh quản quạt ngược bên phải chúng tôi bảo tồn, chúng tôi bộc lộ, sau đó chúng tôi cắt tuyến giáp, cắt thùy phải và vét của trung tâm phải. Và đây là hình ảnh bệnh nhân sau khi mổ khoảng 4 ngày, chúng tôi chỉ vết chỉ trong tiền đình miệng, chúng tôi vẫn còn quan sát thấy và liền cũng tạm ổn, và cổ bệnh nhân cũng tương đối tốt. Do vậy kết quả bước đầu trong nhóm bệnh nhân ở trẻ em với phương pháp này cũng đạt kết quả cũng tương đối là tốt. Cái nội dung thứ hai tôi xin được nhắc đề cập đến trong cái bài trình bày của tôi, đó chính là cái phẫu thuật về robot trong tuyến giáp như thế nào. Như các anh chị cũng có thể thấy rằng là phẫu thuật robot thì cũng đã áp dụng rất nhiều trong những cái chuyên ngành khác, ví dụ như là phẫu thuật tiêu hóa hay là phẫu thuật lồng ngực hay phẫu thuật tiết niệu, phẫu thuật phụ khoa. Tuy nhiên đối với phẫu thuật đồ cổ hay là phẫu thuật tuyến giáp thì đây cũng là một cái vấn đề cần quan tâm trong thời gian gần đây. Với những cái tiến bộ của hệ thống của phẫu thuật, đặc biệt là sử dụng hệ thống robot với những ưu điểm vượt trội hơn so với phẫu thuật nội soi. Với phẫu thuật nội soi thì mình chỉ có 4 độ tự do linh hoạt thôi, nhưng mà phẫu thuật robot có tới 7 độ tự do linh hoạt và khéo léo hơn, trong đặc biệt là có ưu việt trong những cái môi trường phẫu thuật chật hẹp, đặc biệt là không có độ rung, hạn chế cái độ rung của phẫu thuật viên và tối ưu khi phối hợp giữa mắt và tay. Đồng thời là bệnh nhân có được hệ thống phẫu thuật robot có cái hệ thống camera ổn định và hỗ trường 3D giúp tối ưu hóa cái việc phẫu tích với những cái thành phần tinh tế trong phẫu thuật tuyến giáp. Thì thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là cái với các phương pháp phẫu thuật robot qua đường tiền đình miệng thì với những ưu điểm vượt trội hơn so với phẫu thuật nội soi và với kinh nghiệm trên 500 ca thì chúng tôi cũng đã mạnh dạn cũng triển khai cái kỹ thuật này tại Việt Nam. Thì với kết quả bước đầu là chúng tôi triển khai thành công trên 6 bệnh nhân tại bệnh viện ca, bao gồm 1 bệnh nhân u lành tuyến giáp và 5 bệnh nhân ung thư tuyến giáp. Thì với 5 bệnh nhân tuyến giáp, ung thư tuyến giáp thì chúng tôi là tiến hành cắt một bên và vét cổ trung tâm cùng bên. Và với bệnh nhân u lành tuyến giáp chúng tôi chỉ cắt u thôi, đây là bệnh nhân đầu tiên. Và độ tuổi dao động trong khoảng từ 27 tuổi cho tới 46 tuổi. Và tất cả bệnh nhân đều lựa chọn là ung thư tuyến giáp thể nhú và giai đoạn sớm. Với thời gian trải dài từ năm 2021 đến tháng 12 năm 2022. Thì thời gian mổ đối với nhóm ung thư thì cũng đã được giảm dần. Thời gian đầu tiên chúng tôi kéo dài trong khoảng tầm 2 tiếng rưỡi. Sau đó thì chỉ trong khoảng chưa đến 2 tiếng, 110 phút chúng tôi đã triển khai xong. Với thời gian đốc kinh cũng giảm dần. Và không tất cả bệnh nhân này đều không có tai biến chứng sau mổ. Như là tổn thương thần kinh thanh quản, quạt ngược hay là suy cận giáp hay là tổn thương thần kinh cẳng. Tất cả bệnh nhân được triển khai phẫu thuật thành công tại bệnh viện ca. Và đây là một số hình ảnh của hệ thống phẫu thuật robot XI hiện đại tại bệnh viện ca chúng tôi đã triển khai cho những bệnh nhân trên. Và đây là hình ảnh trong mổ sau khi bệnh nhân cắt được thùy phải tuyến giáp bằng hệ thống phẫu thuật robot. Thì hệ thống phẫu thuật robot rất là linh hoạt, do vậy những vị trí u ở vị trí nguy khó đối với phẫu thuật nội soi như vị trí u ở mặt sau hoặc u ở vị trí khuyết giáp thì đây là ưu việt của phẫu thuật robot. Mình có thể phẫu tích được cách tỉ mỉ và tinh tế được những khối u ở vị trí khó này, và mình bảo tồn được thần kinh thanh quản còn ngược cùng với tuyến cận giáp trên và tuyến cận giáp dưới ở bên phải. Và khi mà so sánh với kết quả một số các tác giả khác trên thế giới thì chúng tôi cũng thấy rằng là khi so sánh đối với mổ mở thì số lượng hạch vét được đối với phẫu thuật robot thì có vẻ là nhiều hơn theo một cách phân tích gộp từ rất nhiều các nghiên cứu khác ở trên thế giới. Và thứ hai đó chính là khi so sánh đối với mổ mở thì thấy được rằng là phẫu thuật robot thì có kết quả thẩm mỹ cao hơn hẳn so với mổ mở và giảm đau cũng tốt hơn. Ngoài ra về
tai biến biến chứng liên quan đến giọng nói hay là sự nốt nốt vướng thì cũng phẫu thuật robot cũng tốt hơn. Do vậy là đây cũng có thể là một cái hướng phát triển trong tương lai. Tuy nhiên hệ thống phẫu thuật robot thì rất là đắt, do vậy là hiện nay cũng chưa áp dụng được rộng rãi cho tất cả các bệnh nhân. Hy vọng trong trong thời gian tới thì hệ thống phẫu thuật robot thì cũng sẽ được triển khai hơn cho nhiều bệnh nhân để có nhiều bệnh nhân được hưởng lợi nhiều hơn. Và đây là một số hình ảnh một số bệnh nhân triển khai thành công tại bệnh viện ca. Bệnh nhân sau mổ 3 ngày kết quả cũng ổn định và đến ngày thứ tư, ngày thứ năm cũng đã ra viện. Và trên đây thì cũng tôi đã được trình bày với các quý đồng nghiệp về những cái tiến bộ trong phẫu thuật tuyến giáp nói chung và phẫu thuật ung tuyến giáp nói riêng. Thì tập trung vào hai mảng đó chính là phẫu thuật nội soi và phẫu thuật robot. Thì cũng xin được cảm ơn quý đồng nghiệp đã theo dõi bài trình bày của tôi ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn.